Ngay từ những ngày đầu bước chân vào thị trường ô tô, hãng xe Việt VinFast đã thu hút được không ít sự chú ý của dư luận trong và ngoài nước. Tuy nhiên, trong khi phần lớn đều đặt niềm tin vào sự phát triển của hãng xe Việt thì đâu đó ở Việt Nam, một bộ phận người tiêu dùng lại lao vào soi mói, chê bai và tin rằng giấc mơ xe Make in Việt Nam là điều còn quá xa vời. Đừng đùa nữa, đúng là điên rồ mà. Họ bắt đầu đưa ra hàng loạt dẫn chứng, minh chứng để cho thấy rằng Vingroup thực sự không thể sản xuất xe ô tô. Nào là Việt Nam thậm chí còn không làm nổi con ốc vít, nào là ô tô không phải là bánh kẹo hay mì tôm mà có tiền thì nhảy vào làm, nào là trình độ phát triển đến đâu mà mơ hão. Họ hùng hồn đưa ra những luận điểm, nghe có vẻ thuyết phục nhưng lại cố tình quên đi tốc độ phát triển thần tốc của Việt Nam trong những năm vừa qua cùng sự đầu tư và nghiên cứu kỹ lưỡng của VinFast. Thật kỳ lạ. Để rồi khi xe VinFast liên tục đạt được những thành tích vô tiền khoáng hậu như VinFast Fadil thường xuyên lọt top 10 xe bán chạy nhất thị trường, hay bộ đôi VinFast Lux có doanh số ấn tượng thì họ lại cho rằng VinFast làm xe bằng truyền thông và bán xe bằng chiêu trò. Họ lờ đi những ưu điểm về thiết kế, trang bị, động cơ của các dòng xe VinFast mà những chủ xe VinFast đã kiểm chứng và vô cùng hài lòng. Và mới đây thôi khi mà một số xe VinFast gặp tai nạn ở một số địa phương, dù chưa kịp tìm hiểu thực hư, họ đã vội quy chụp, nghi ngờ về chất lượng của các mẫu xe VinFast. Chỉ với những hình ảnh không đầu không đuôi về việc xe tự rơi bánh, xe đột nhiên gãy càng, họ tin rằng ô tô thương hiệu Việt còn kém xa so với các dòng xe của Đức, Hàn hay Nhật. Điều đáng nói ở đây là cơ quan chức năng đã lên tiếng xác nhận việc xe VinFast gãy càng chữ A, rơi bánh xe là do va chạm với xe khác, vật cứng hoặc giải phân cách. Nhưng họ vẫn cố lờ đi sự thật và tích cực khóc thuê cho những chủ xe VinFast dù sự thật là không có chủ xe nào có ý kiến kiến nghị hay thắc mắc về chất lượng của xe. Cần nhắc lại rằng, cả ba dòng xe VinFast, VinFast Fadil, VinFast Lux SA2.0, VinFast Lux A2.0 đều đạt chứng nhận an toàn 4 và 5 sao. Bên cạnh đó, VinFast cũng là hãng xe đầu tiên của khu vực Đông Nam Á, nhận được danh hiệu hãng xe mới có cam kết cao về an toàn của ASEAN NCAP. Sự công nhận của tổ chức đánh giá xe uy tín nhất khu vực đã một lần nữa khẳng định độ an toàn và chất lượng hàng đầu của xe VinFast theo tiêu chuẩn quốc tế. Tại sao những người này luôn tìm mọi cách hạ bệ xe ô tô Make in Việt Nam? Dễ hiểu thôi. Giấc mơ xe thương hiệu Việt đã bắt đầu từ rất lâu nhưng kết quả vẫn là con số không tròn chỉnh. Bỗng một ngày đẹp trời, Vingroup bất ngờ đặt chân vào lĩnh vực sản xuất ô tô và bắt đầu có những bước tiến thần tốc. VinFast phát triển quá nhanh và quá nguy hiểm khiến họ không tin, hay nói cách khác là không muốn tin. Cái tính tự nhục, không bao giờ chịu thừa nhận sự phát triển của đất nước cũng như các doanh nghiệp trong nước, vốn đã thâm căn cố đế trong họ, buộc họ như mắt không thấy, tai không nghe sự công nhận, hài lòng của người dùng xe VinFast hay những lời khen từ báo giới nước ngoài. Và trong lúc họ còn đang bận rộn hạ bệ xe thương hiệu Việt thì xe VinFast lại sắp sửa lăn bánh trên những con phố lớn tại Los Angeles hay New York. Con người chúng ta không phải thần thánh và ai cũng cần phải lắng nghe nếu muốn phát triển theo hướng tích cực. Tập đoàn VinFast và các hãng xe hàng đầu thế giới cũng không nằm ngoài quy luật này. Tất nhiên, luôn lắng nghe để hoàn thiện và phù hợp với các thượng đế, luôn là tiêu chí sống còn của các hãng xe. Thế nhưng, rõ ràng là người dùng cũng cần phải góp ý, phản hồi một cách chính xác và đúng đắn hơn.